Đến 22 giờ đêm nay 9 tháng 2, hàng ngàn phương tiện vẫn đang kẹt cứng trên đại lộ Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, các phương tiện di chuyển theo hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất rất đông. Đồng thời tại nút giao thông vòng xoay Nguyễn Kiệm Phạm Văn Đồng, các phương tiện lưu thông khá đông nhưng không có lực lượng chức năng điều tiết, dẫn đến kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền. Đến gần 22 giờ, một số tài xế đã rời khỏi xe, xuống đường phân luồng giao thông cho các xe đi qua, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không thuyên giảm. Người dân địa phương cho biết ngày giáp Tết các phương tiện ra vào sân bay tăng đột biến và một số phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông vòng xoay Nguyễn Kiệm Phạm Văn Đồng nên mới xảy ra ùn tắc cục bộ.